Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận video mới nhất. Chào mừng bạn đến với kênh CD2 Studio và quay trở lại với những video hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube của Toàn. Thì video này Toàn sẽ chia sẻ cho bạn 3 cách để giúp cho video các bạn lên top YouTube nhanh và từ đó kênh YouTube các bạn sẽ tăng lượt view và lượt sub rất là nhanh. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Và đây là 3 cách làm mình mới tổng hợp được và mình chia sẻ luôn cho các bạn trong cái video này. Và ba cách làm này mình chưa từng chia sẻ ở những video trước, nên khi các bạn xem video này chắc chắn các bạn sẽ học hỏi được những cái điều mới về làm YouTube. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Thì như các bạn để ý ha, trên màn hình mình sẽ demo thật là chậm để cho chúng ta cùng tìm hiểu nha. Đầu tiên, cách làm thứ nhất đó là mình sẽ nói về cách chọn từ khóa như thế nào là hợp lý. Thứ nhất, các bạn hãy tận dụng tối đa việc sử dụng công cụ suggestion của YouTube khi các bạn tìm bất kỳ một cái tiêu đề, một cái chủ đề nào. Nhưng mà các bạn hãy làm thêm một bước này nữa thì các bạn sẽ có video được ăn đề xuất cũng như được YouTube nó đánh giá cao cái nội dung các bạn khi nó đề xuất những cái từ khóa ha. Đầu tiên, nếu như các bạn làm một cái chủ đề gì đó, các bạn hãy tìm kiếm cái chủ đề đó trên trang chủ của YouTube thì nó sẽ liệt kê rất là nhiều cái từ khóa ở đây. Chắc chắn là các bạn sẽ dùng rất nhiều công cụ, các bạn nghiên cứu từ khóa và chọn những cái từ khóa nào phù hợp để đưa vào thẻ tắt. Và bây giờ mình sẽ nói cho các bạn một cái cách nữa để các bạn đưa những cái này vào thẻ tắt rất là nhanh và nó hiệu quả, cũng không kém những cái cách làm mà các bạn đã làm từ trước tới giờ ha. Rồi đầu tiên mình sẽ mở trình duyệt ẩn danh. Đây mình trình duyệt ẩn danh ha. Rồi mình sẽ mở thử một cái từ khóa là ẩm thực đường phố ha. Các bạn biết tại sao mình phải sử dụng trình duyệt ẩn danh không? Bởi vì khi các bạn sử dụng trình duyệt bình thường á, thì khi các bạn gõ như thế này nó sẽ hiện những cái từ khóa các bạn đã tìm kiếm trước đây ha. Đó là cái cơ chế hiện lại lịch sử ghi nhớ của YouTube. Nhưng mà mình không muốn hiện những cái từ khóa đó, nó không liên quan. Bây giờ chúng ta sử dụng trình duyệt ẩn danh để ra kết quả chính xác nhất các bạn nhớ nha. Rồi để bật trình duyệt ẩn danh các bạn chỉ cần vào Google Chrome, các bạn nhấn Ctrl Shift N ha. Nhấn lúc này nha các bạn, Ctrl cộng Shift cộng N ha, để nó ra trình duyệt ẩn danh đối với trình duyệt Google Chrome nha các bạn. Rồi thì khi các bạn tìm được cái từ khóa này ha. Rồi mình cho các bạn một lời khuyên là các bạn hãy xem những cái từ khóa mà YouTube nó đề xuất ở màn hình đầu tiên, thì các bạn hãy sử dụng tất cả những cái này, các bạn đưa vào thẻ tắt video các bạn ngay. Như vậy là các bạn đã bao phủ được tất cả các chủ đề, nhiều người xem, nhiều người tìm kiếm từ cái chủ đề gốc này ha. Trước giờ mình chưa từng chia sẻ các bạn lấy keyword từ cái suggestion này, mình chỉ hướng dẫn các bạn sử dụng những cái công cụ bên ngoài để các bạn tìm những cái từ khóa ngách các bạn đưa vào. Thì đó là cách làm cũng rất tốt, nhưng đây là một cách các bạn nên tham khảo nữa nha. Tại vì mình có xem một số cái hướng dẫn và một số YouTuber ở nước ngoài họ có chia sẻ và họ cũng đã làm theo cách này, và mình thấy tất cả các video của họ được ăn đề xuất và lượt xem rất là cao. Rồi đầu tiên làm như thế nào để chúng ta copy hết tất cả những cái từ khóa ngách này một cách nhanh nhất, chứ chúng ta không cần phải ngồi gõ từng cái ha. Có một cái mẹo rất là hay cho các bạn, để ý video này các bạn sẽ biết ha. Rồi để copy hết tất cả những cái từ khóa ngách này để đưa vào thẻ tắt, thì các bạn hãy để ý ha, ở bên dưới cái phần này nó luôn có cái phần là Report Search Protection. Các bạn nhấn vào nha. Thì cái phần này nó sẽ, chức năng của nó là nó sẽ cho các bạn đánh dấu các từ khóa nào mà các bạn cảm thấy rằng YouTube nó đề xuất không có đúng, nó gây hại cho người xem video. Đó, các bạn có thể report. Nói chung đây là một cái trang report của YouTube từ người dùng, từ người xem video. Nhưng chúng ta không dùng trang này để report ai hết. Chúng ta chỉ tận dụng cái này để chúng ta copy hết những cái này đưa vào thẻ tắt video để ăn đề xuất tất cả các chủ đề liên quan đến cái từ khóa chính này. Rồi để copy cái này các bạn hãy tô đen hết ha. Đây, tô đen hết ha, tô đen từ trên xuống dưới cũng được. Rồi nhấn Ctrl C copy thôi. Rồi các bạn hãy mở Notepad ra, nhấn Ctrl V ha. Thì khi này nó sẽ copy hết tất cả những cái từ khóa này. Công việc của chúng ta chỉ cần thêm dấu phẩy vào để phân chia các cái từ khóa ngắt với nhau nha.
Như vậy là các bạn đã có một cái bộ từ khóa rất là chuẩn ha, đến từ YouTube luôn. Và chắc chắn rằng khi cái video nào nó được lên top từ những cái này, thì nếu như cái video các bạn làm tốt thì nó sẽ đề xuất từ tất cả từ khóa ngách này, rất là lợi thế cho các bạn đúng không? Rồi sau khi copy được rồi thì công việc của chúng ta chỉ cần là vào một cái phần edit một cái video bất kỳ, các bạn nhấn Ctrl V dán vào. Thì các bạn thấy ở đây nó copy tất cả các từ khóa trong ô suggestion vào rất là nhanh, không phải ngồi gõ từng từ đúng không? Đó, đó là cái cách để các bạn có thể làm ha. Ví dụ như những cái từ khóa khác cũng như vậy nha các bạn. Ví dụ như mình muốn làm một cái từ khóa về học làm YouTube trên điện thoại đi, thì cái này nó chỉ có một cái nè ha. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái rộng hơn, học YouTube ha, thì các bạn thấy nè, rất nhiều cái ha. Và chúng ta chỉ cần nhau đây chúng ta copy hết đó, copy hết và chúng ta mở Notepad lên đó. Như vậy là các bạn đã có một cái bộ từ khóa rất là hữu ích ha, để cho các video các bạn được đề xuất rất là nhanh đó. Đó là cái cách thứ nhất, rất dễ rồi đúng không? À, nếu như bạn thắc mắc hoặc là muốn hỏi thêm một cái phần nào về cái cách làm này, có thể comment bên dưới video nha. Rồi đó là cái cách thứ nhất, là tận dụng ô suggestion, đề xuất tiêu đề của YouTube để chúng ta đẩy mạnh việc đề xuất từ một cái video bất kỳ nha. Rồi cách thứ hai các bạn lưu ý cho mình à, đó thì đây là cái hình ảnh chúng ta chuẩn bị chọn video public hoặc là không public. Thì có một cái lưu ý cho các bạn ha, nếu như các bạn muốn cái video các bạn nhanh được YouTube đề xuất lên top, thì các bạn phải nhớ cho mình rằng cái video các bạn đăng lên và sau khi các bạn đăng video các bạn public, thì số lượt người xem, số lượt người tương tác cái video đó càng nhiều trong khoảng thời gian ngắn nhất càng cao, thì YouTube sẽ đánh giá video các bạn rất là cao và từ đó cái thứ hạng video các bạn nó lên rất là nhanh. Và để làm điều này thì các bạn hãy tập thói quen là không public liền cái video lên YouTube, mà hãy chọn chế độ là không công khai. À, không công khai là unlisted nè, còn private là riêng tư, tức là không ai thấy hết. Còn không công khai là các bạn gửi đường link người ta vẫn xem. Và khi các bạn làm xong cái bước chọn từ khóa này, sau đó các bạn hãy chọn video về chế độ không công khai và nhấn lưu lại. Rồi sau đó chúng ta hãy sử dụng cái đường link này ha, sử dụng cái đường link này. Sử dụng cái đường link này các bạn share ra cho bạn bè xem. Tức là chưa public ha, nhưng video các bạn đã có lượt tương tác, lượt xem. Thì khi đó các bạn cảm thấy rằng cái video các bạn có đủ lượt xem cần thiết, các bạn hãy nhấn chuyển từ chế độ riêng tư sang công khai. Và khi này YouTube sẽ đánh giá cái video các bạn rất là cao. Và đây là cái cách YouTube nó đề xuất chúng ta làm ha, không có vi phạm gì hết nha các bạn. Rồi còn một cái rất là quan trọng, nó liên quan đến cái việc thay đổi chế độ video này ha. Và mình muốn dành cái phần quan trọng này ở cuối video này, bởi vì mình nghĩ rằng đây là cái cách rất là hữu ích. Và khi các bạn biết được cách làm này, chắc chắn các bạn sẽ cải thiện được rất nhiều việc phát triển một cái video lên top YouTube. Đây các bạn xem cái hình này. Và mình thấy là nhiều bạn khi làm một cái video, các bạn hay có thói quen chỉ có đưa cái đường link này cho bạn bè xem. Các bạn share càng nhiều càng tốt. Đó là cái cách làm tốt. Tuy nhiên nó vẫn chưa đủ. Còn một cái bí mật đằng sau đó các bạn cần phải biết, đó là cơ chế xếp hạng video của YouTube. YouTube nó đánh giá cái video các bạn dựa vào lượt tương tác thật của người xem, lượt tìm kiếm thật của người xem. Một cái video khi các bạn đăng lên mà có quá nhiều người tìm kiếm cái từ khóa và người ta click vào cái video các bạn với tần suất cao với cái từ khóa ABC chẳng hạn, thì khi đó cái từ khóa ABC đó chắc chắn rằng nó sẽ dành riêng cho video các bạn. Và cũng như vậy, nếu như có quá nhiều người ta tìm từ khóa là 123 và những cái từ khóa đó có rất nhiều người ta chọn tới video các bạn người ta xem với từ khóa đó, thì sau khoảng thời gian nhất định YouTube nó sẽ đưa cái từ khóa 123 là cái từ khóa chính để xuất hiện cái video các bạn trên YouTube.
Và một cái mẹo nhỏ cho các bạn đó là khi các bạn chọn chế độ public video rồi thì mới làm được cái bước này nha. Khi các bạn chọn public video rồi thì hãy cố gắng, này ví dụ như những cái từ khóa này nè, hãy cố gắng làm một cái từ khóa nào đó nó lên top, ít nhất một cái từ khóa nào đó lên top YouTube ha. Thì các bạn không gửi đường link đi ra ngoài để cho người ta xem, bạn bè các bạn sẽ ủng hộ, mà các bạn hãy gửi cái từ khóa này nè, ví dụ như ẩm thực đường phố chẳng hạn ha. Các bạn gửi từ khóa này, các bạn gửi cho bạn bè các bạn, và các bạn nhờ bạn bè các bạn chủ động tìm kiếm cái từ khóa đó trên hai nền tảng. Thứ nhất đó là nền tảng máy tính, thứ hai đó là nền tảng điện thoại. Và khi tìm kiếm thì hãy chú ý cái video các bạn xuất hiện ở vị trí nè, và bạn bè các bạn hãy click vào xem những cái video đó. Thì đây là cái cách để các bạn có thể quảng bá video các bạn rất là nhanh. Và với cách làm này, sau một khoảng thời gian có nhiều người tương tác thật như vậy, thì cái từ khóa mà các bạn đã gửi cho bạn bè các bạn xem đó, thì nếu như làm tốt và lượt tương tác thật cao, thì cái từ khóa đó hiển nhiên rằng cái video các bạn sẽ được xuất hiện khi người dùng thật người ta tìm kiếm cái từ khóa đó. Và cái ví dụ hồi nãy mình đưa cho các bạn đó là ví dụ như là từ ẩm thực Hồng Kông này ha. Thì đó là cái lưu ý thứ ba mình muốn chia sẻ cho các bạn ha. Hãy tìm kiếm chủ động một cái từ khóa trên hai nền tảng, và có càng nhiều tương tác càng tốt trên đó, thì chắc chắn một thời gian video các bạn sẽ được đề xuất xuất hiện với tần suất cao trên YouTube, và từ đó cái kênh các bạn nó sẽ tăng được người tương tác rất là nhiều. Đây là hai cách làm rất là hay, các bạn nên ghi chú lại và áp dụng thử nha. Ok, thì trên đây mình đã chia sẻ cho các bạn một vài cái kinh nghiệm mà mình nghĩ rằng bạn nào đam mê làm YouTube cũng cần phải biết. Và video này mình sẽ dừng ở đây. Hy vọng rằng cái kiến thức này sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình làm YouTube. Và nếu như các bạn muốn đặt câu hỏi về vấn đề gì nãy giờ mình chia sẻ, có thể comment ngay bên dưới video này, mình sẽ trả lời lại cho các bạn nha. Và nếu các bạn quan tâm về làm YouTube, về học YouTube chuyên sâu, có thể click tải ebook miễn phí mình dành tặng cho các bạn đang xem video này. Đó là những cái chủ đề làm YouTube rất là dễ làm, nhiều view. Và hẹn các bạn ở những video sau, mình sẽ tìm hiểu và cập nhật thêm nhiều kiến thức làm YouTube thú vị cho các bạn nha. Xin chào, chúc các bạn thành công và sớm có nhiều video được lên top YouTube, từ đó kéo kênh các bạn lên rất là nhanh. Xin chào.